Trước tiên là em Thiện sẽ quay cho mọi người xem là sợi đó, sợi thủy tinh này là từ dạng phôi để sản xuất ra sợi đó, thì là một cỗ máy, một chuỗi những cỗ máy mọi người ạ. Đó, mọi người có thể biết là mọi người hãy cùng em Thiện đi tham quan xưởng sản xuất sợi thủy tinh mọi người nhé, để sản xuất ra những tấm vải, những cuộn sợi thủy tinh thì là một chuỗi những cỗ máy mọi người ạ. Đây ạ, mọi người có thể xem nhé, máy để dệt này đó, để dệt thành những cuộn sợi như thế này. Đây mọi người có thể xem, để dệt thành những cuộn sợi như thế này là một chuỗi những cỗ máy để sản xuất ra. Đây là sợi cuộn này, đây mọi người nhá, đây là sợi cuộn này. Sợi này chúng ta dùng để phun vào máy, phun phào chỉ GFC ấy. Đó, khi chúng ta phun phào thì chúng ta phải dùng bằng sợi cuộn thế này, dùng máy nhá. Đó, đây là sợi dệt. Đó, dệt thưa, dệt mau, dệt dày, dệt mỏng thì do mình điều chỉnh, mình sẽ điều chỉnh máy để dệt nhá. Đó, đây đối với sợi này là dệt thưa. Đây ạ. Dệt này thì cũng chưa được dày lắm. Mọi người có thể dệt vải thủy tinh theo kích cỡ. Đó, đây là đối với những loại sợi dệt thật dày. Đây dệt dày đây. Mọi người có thể dày nữa, dày như là một cái bao tải đây á, thì chuỗi những cỗ máy này sẽ điều chỉnh. Đó. Công nghệ này là công nghệ của Trung Quốc, Việt Nam mình chưa sản xuất được. Đó, mọi người có thể xem nhá. Sợi thủy tinh thì nó khá là ngứa. Có những một số bác khách hàng mà chưa biết á, thì yêu cầu sợi thủy tinh mà không ngứa đó, thì chỉ có là sợi nhựa thôi mọi người ạ. Đó, tất cả sợi thủy tinh này đều ngứa mọi người nhá. Đây ạ. Đó, đây là sợi này dệt dày này. Đấy, sợi thủy tinh dày mạnh mọi người ạ. Đó, đây ạ, một chuỗi những cỗ máy để sản xuất ra sợi dài như thế này đây mọi người nhá. Đó, quý khách hàng có nhu cầu mua sợi thủy tinh theo kích cỡ, theo dày mỏng, thưa to nhỏ nhá, thì phải đặt trước nhá, phải đặt trước thì bên em sẽ nhập sợi, báo nhà máy họ sản xuất cho và cấp cho mọi người. Đó, quý khách hàng thân yêu là hãy lưu ý nhá, tất cả những loại sợi này thì nó khá là nhậm và ngứa, mọi người hãy lưu ý khi sử dụng mọi người nhá. Đây ạ. Đó, một chuỗi những cỗ máy để sản xuất sợi thủy tinh. Đó, đặc biệt là quý khách hàng có nhu cầu chủng loại sợi, loại sợi đó, COCQ này, xuất xứ đầu vào của sợi thủy tinh này thì bên em sẽ cấp được cho các bác nhé. Đó, nhưng mà ba khách hàng mà đặt theo yêu cầu nhé thì phải số lượng nhiều, thì bên em vì đây mọi người có thể biết đây, quy trình để sản xuất sợi theo yêu cầu của khách hàng nó là cả một chuỗi những cỗ máy, cho nên là phải đặt số lượng nhiều nhá, thì bên em Thiện mới đáp ứng được mọi người ạ. Đó, mọi người hãy nghiên cứu nhá. Đây ạ, giá cả nhá, mục tiêu của bên em là giá hợp lý nhất, rẻ nhất, ưu đãi nhất, đó, chất lượng nhất. Đó, có rất nhiều giá để phục vụ cho khách hàng đó, để mà kiểm nghiệm được là loại sợi, giá sợi, kích thước sợi nhá, thì hãy kết nối đến bên Minh Thiên nhá. Đó, bên em sẽ phục vụ giao buôn cho mọi người nhá. Đó, nếu mà xưởng nào có nhu cầu nhập sợi để mà về cung cấp lẻ, bán lẻ cho các xưởng thì hãy kết nối đến Minh Thiên nhá, để em Thiện là sẽ cấp giá sợi rẻ nhất và hợp lý nhất cho mọi người. Đó, đây ạ, đây là sợi thủy tinh cắt ngắn. Đó, các bác muốn làm dài làm ngắn nhá thì hãy phục vụ theo yêu cầu nhá. Đó, đây là sợi cắt ngắn này. Đó, đó, rất nhiều. Đây ạ, các bác thích cắt ngắn bao nhiêu nhá thì sẽ báo trước nhá, để em Thiện sẽ cắt sẵn cho các bác. Đó, đây là máy để cắt sợi đây. Đó, một chuỗi những cỗ máy thì mới sản xuất ra sợi thủy tinh để cho các bác sử dụng đây. Đó,
đặc biệt là sợi thủy tinh này nó có một cái ưu điểm là trộn với bê tông, trộn với vữa bê tông để chúng ta làm sản phẩm, thì sản phẩm nhẹ này, sản phẩm siêu nhẹ này, sản phẩm bền chắc này. Đó, đây ạ, đây là những loại sợi 50 phân, 60 phân, 50-60 cm đây mọi người nhá. Đó, quý khách hàng hãy đặt sợi thủy tinh của bên Minh Thiên theo yêu cầu nhá. Đó, 5-60 cm, 1 m. Đó, quý khách hàng muốn bao nhiêu sợi cuộn, sợi dài. Đó, đây là những loại sợi mà khách hàng đặt theo yêu cầu, 5-60 cm nhé. Đó, thì bên em sẽ phục vụ cho khách hàng được. Đó, để mà sản xuất ra sợi thủy tinh này nó là cả một quy trình, cả một cỗ máy đấy các bác ạ. Đây ạ, các bác có thể cùng em thiện nhá. Đây, sản xuất sợi đây, sợi thủy tinh đây, sợi ngắn sợi dài mọi người nhá. Đây ạ, đây là sợi thủy tinh làm thô đó. Còn các bác hãy lưu ý này, nếu mà các bác đặt sợi theo số lượng nhá, thì sợi cỡ sợi bao nhiêu nhá, thì hãy báo trước nha, vì là hàng nghìn sợi thủy tinh này ghép lại với nhau. Đó, đây ạ, rất nhiều những cái sợi li ti nhỏ như thế này, đó, ghép lại với nhau đây, mọi người có thể xem nhá. Đó, rất nhiều nhá, hãy kết nối để em tiện cấp cho mọi người giá cả rẻ nhất, hợp lý nhất. Đó, mọi người nhá, đây, sản xuất sợi thủy tinh là cả một quy trình. Đó, hãy kết nối để bên em sẽ cấp ra giá cả hợp lý và rẻ nhất cho các bác nhá. Sợi này thì khá là cứng đây. Đó, một chuỗi những quy trình để sản xuất ra sợi đây ạ. Đây là nguyên liệu mọi người nhá. Đây ạ, hãy cùng em Thiện để xem là nguyên liệu để sản xuất ra sợi thủy tinh là những gì mọi người nhá. Đây, tại vì em Thiện đang quay cam trước cho nên là mọi người sẽ hơi khó nhìn. Đây nhá, đây là thủy tinh này. Đây nhá, mọi người có thể nhìn nhá, đây là thủy tinh. Đó, cái thủy tinh này là chính là thủy tinh làm cốc đây, làm cốc uống nước, làm những đồ thủy tinh của chúng ta đây. Đây nhá, thủy tinh. Cho nên là mọi người hãy lưu ý là rất ngứa, rất độc. Đó, cho nên mọi người hãy lưu ý là hãy đeo khẩu trang kín mũi vào nhá, để khi chúng ta sử dụng nó sẽ không bị bụi vào mũi. Đây nhá, nguyên liệu để sản xuất ra sợi thủy tinh chính là những thủy tinh đây. Những thủy tinh làm cốc, làm cửa thủy tinh đây, cửa thủy lực đây, chính là sợi thủy tinh, những nguyên liệu thủy tinh này nghiền ra để sản xuất sợi thủy tinh nhá mọi người nhá. Đây, nguyên liệu để sản xuất sợi thủy tinh đây mọi người ơi, khá là nhiều luôn mọi người nhá, rất nhiều đó. Mọi người hãy kết nối đến em Thiện nhá, để được cung cấp giá sợi thủy tinh rẻ nhất có thể mọi người nhá. Đó, và chất lượng thì cái này không thể làm trà trộn được. Đó, nguyên liệu chỉ là thủy tinh thôi. Đây, em Thiện sẽ quay cho mọi người xem. Đó, thủy tinh này làm kính đây, làm kính, làm cốc thủy tinh đây. Rất nhiều mọi người nhá. Đây, và em Thiện sẽ cho mọi người ra bên ngoài xem thủy tinh. Đây mọi người ơi, thủy tinh. Đó, nguyên liệu để sản xuất ra sợi thủy tinh thì chính là những sản phẩm thủy tinh ở đây. Đó, đây là nó như nói nôm cho người dân biết là nó là kính. Đó, đây nhá, mọi người hãy cùng em Thiện đi ra ngoài này để xem nguyên liệu để sản xuất sợi thủy tinh. Đây nhá, đây, đây là những đống thủy tinh nhá. Đó, những đống thủy tinh, mảnh vỡ của thủy tinh. Cái này có thể nhập từ những nhà máy sản xuất cửa thủy tinh, cửa thủy lực. Nó bị vỡ, bị hỏng. Đại khái là những phần phế liệu của các kính thủy tinh đây. Đó. Người Trung Quốc người ta tận dụng hết. Đó, tận dụng hết mọi thứ khả năng có thể
để mà sản xuất từ những vật liệu bỏ đi trở thành một vật liệu có giá trị. Đó, mọi người nhá. Đây, những đống thủy tinh như thế này đây. Đó, họ rất giỏi, rất giỏi. Đó, tận dụng tất cả những phế liệu mà bỏ đi để chúng ta trở thành một vật liệu có giá trị để phục vụ cho người dân. Đó. Giá rẻ nhất, hợp lý nhất. Đó, tất cả là nhất nhất mọi người nha. Đó, tất cả là nhất. Em Thiện sẽ cung cấp cho mọi người từ những vật liệu sợi thủy tinh. Đó, mọi người hãy kết nối nhá. Để em Thiện sẽ cho mọi người cung cấp giá cả hợp lý nhất và rẻ nhất có thể mọi người nhá. Em Thiện xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng thân yêu của Minh Tiên nha. Đó. Khi nào em Thiện về Việt Nam thì em Thiện sẽ đăng cái video này lên để cho mọi người xem, để mọi người biết đến là giá cả, để biết rằng là em Thiện sẽ kết nối đến một nhà máy ở Trung Quốc để phục vụ giá hợp lý nhất và rẻ nhất cho mọi người nhá. Xin chào.